Chào mừng quý khách đã đến kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Tai Sun Việt Nam. Chúng tôi là nhà phân phối ủy quyền chính thức của Anescoda. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý khách cái mẫu W1M1134G. Cái mẫu này thì phổ biến trên thị trường rồi, từ lâu rồi. Và từ tháng 9 năm 2019 là bắt đầu ngưng sản xuất và thay thế bằng những cái sản phẩm sang ngoài đơn một này. Tuy nhiên ở trên Việt Nam vẫn còn những cái mẫu hàng cũ sẽ bán hết, và linh kiện thì sẽ được cung cấp liên tục trong 3 năm tiếp theo. Còn mẫu cũ thì ở ngoài thì thị trường là mẫu cũ cũng còn, mà những cái hàng giả, hàng nhái của W1M1 rất nhiều. Một cái để ý là cái hàng chính hãng bao giờ nó có một cái tem cào nhắn tin mã số chống giả và số series thể hiện cho năm và tháng sản xuất. Hai cái điều để ý, chỉ cần để ý hai cái điều đó thôi thì ta sẽ mua được hàng hãng. Hàng hãng là của nó sản xuất tại Nhật nhé. Còn một số đơn vị ghi là súng phun sơn W1M1 Đài Loan. Đài Loan nói như thế, người ta chỉ nói tránh thôi, chứ còn thực tế nó là sản xuất tại Trung Quốc, không có cái hàng W1M1 mà sản xuất tại Đài Loan. Và tiếp theo là có một số cái hàng Trung Quốc là nó có cái tem to đùng như bàn tay này dán vào đây mà không có tem cầm, nó tìm mã số. Cái đấy là những sản phẩm từ Trung Quốc. Thì ngoài cái model này nó có chữ này 134G, nó có chấm AC nữa. Chấm AC là chữ C là từ China đây mà. Còn súng thì chỉ cũng để ý là tem cào nhắn tin mã số và số series, cốc cũng thế, cũng để ý. Và nếu không thì cũng sẽ dễ dàng mua vào một cốc fake. Ví dụ đây, đây là hai cốc, để nếu mà không có để cạnh nhau thì quý khách sẽ không thấy là sự khác nhau. Còn nếu để cạnh nhau thì màu sắc bắt đầu đã khác rồi này. Chiều cao là khác nhau này. Một cái là trên 15 cm, một cái trên 16 cm này. Một có cái có tem cào nhắn tin, một cái không này. Đây, một cái bóc ra không thấy gì. Một cái bóc ra đây, có số series thể hiện cho năm và tháng sản xuất này. Ví dụ X là năm 2019, K là tháng 10 theo cái bảng tra cứu năm tháng sản xuất. Nếu mà quý khách mà chưa có cái bảng này thì có thể liên hệ với Tay Sun để Tay Sun gửi bảng, hoặc có thể vào cái website sungphuzun.com và iquata.vn đều có thể có cái bảng tra cứu này. Đấy là nó, một bên là hàng xịn, một bên là hàng fake. Xịn là cốc này là 600.000, còn là cốc fake của nó là bán 100, 200.000, 300, 400, 5.000, 100.000, có những nơi bán 600.000 thì cũng có. Nhưng là bán rẻ nhất trên thị trường là 75.000 và 100.000, là đấy là những cái giá rẻ nhất rồi. Nhưng còn Tai Sun thì không bán. Tai Sun thì nhà phân phối ủy quyền thì chỉ bán hàng hãng thôi, nhưng là chỉ cho khách phân biệt được. Đây, Tai Sun ghi là hàng fake thì quý khách biết hàng fake, chứ bây giờ nếu mà tự dưng quý khách đi mua thì chưa chắc đã biết đấy là hàng fake. Bởi vì cứ nghĩ là nhiều người bỏ nào, tôi mua súng này thì súng với cốc đi theo bộ, chứ tại sao lại còn phải xem súng này, còn phải xem cả cốc, không phải theo bộ. Một cái hộp này nó bé như này là không thể nhét được một cái cốc vào vừa. Mà cốc có nhiều sự lựa chọn, hãng sản xuất ra nó có 4 loại cốc để có thể lựa chọn. Thứ nhất là cốc nhôm 250ml, model là PC-5. Cái thứ hai là cốc, đây là cốc nhôm 400ml, model của nó là PC-4S. Tiếp theo là cốc inox 220ml, model PC-51, là inox rồi. Tiếp nữa là cốc inox PC-400SB2LFF. Thì những cái cốc inox này nó còn có cả chức năng là để siết chặt mà nó vẫn xoay được. Những cốc inox nó số series ở đây. Còn cốc nhôm thì series nó ở trên đây. Nên phải để ý là tem cào mã số và số series để mua vào hàng chính thức,
chính hãng, chứ còn cốc inox là nó không có đồ giả, bởi vì bình thường nó đã đắt rồi mà tiêu thụ không không được nhiều, người ta sẽ không làm giả. Nhưng cái cốc PC4S này làm giả nhiều, nên quý khách lưu ý là muốn chọn hàng xịn thì để ý hai hai vấn đề: tem và số seri. Còn nếu không thì cứ mua lung tung là mua vào hàng giả ngay, nên là nhiều lúc khách hàng bảo là tai sun bán đắt, nhưng là cứ tại sao nó bán đã bán đắt thì cứ tách riêng cốc riêng súng riêng, nhưng thực tế không phải đắt mà là người ta bán chính hãng, hàng hãng nó sẽ khác cái hàng fake. Một con quay Thái nó sẽ khác quay Tàu, chất lượng nó khác nhau. Đây quay quay Tàu nắp của nó mỏng khác hẳn luôn. Đây nắp khít này, một phát ấn hết được cỡ này, nắp khít rồi nhưng là đẩy một cái thì nó cũng cũng ra luôn, nó không có độ chắc chắn, nó nòng trong nó bị xước. Còn là hàng hãng thì này, nó thiết kế nắp kênh rồi, nắp nắp kênh chứ nó không không sâu xuống hết cỡ, ấn sâu xuống hết cỡ không được, nhưng là lòng trong thì rất nhẵn sáng bóng, chống bám dính sơn, sơn dính vào lau đi dễ, nó nhẵn hơn cả nồi cơm điện. Nên là chất lượng cốc khác nhau nên là giá thành của nó cũng sẽ khác nhau. Nên quý khách lưu ý là mua hàng, muốn hàng xịn thì hãy liên hệ với tay Sun, hoặc là để ý cái tem cảm nhận tin mã số và số seri. Còn nếu mà muốn mua hàng fake thì cứ ra ra ngoài mua 100.000, 200.000 bán đầy, tìm ở trên mạng, cứ tìm đúng cái mô đen cốc này bán đầy trên mạng. Còn đấy là người ta bán là súng súng xịn với cốc fake, còn có cả những cái súng fake với cốc fake thì cái hàng từ Trung Quốc nó còn cái tem to đùng ốp ở đây, mô đen thì nó còn thêm chữ chấm AC là A, chữ C là China nữa, mô đen cũng khác nhé, không hoàn toàn là giống nhau đâu. Còn tem to đùng này sẽ không có tem cào nhận tin mã số như này. Nên quý khách lưu ý để mà mua hàng chính hãng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.